Thôi dài như đó. Nhát gan như gì sao? Dạ. Nhát gan như gì sao? Nhát gan lắm. Ôi. Tính ra nè. Tính ra cho bác luôn nè. Chưa. Chưa có chứng té cái mặt. Tính ra. Sao chưa được người ta té rồi. Tính ra. Đi ra con, đi ra con. Chơi gì ta, chơi này vui lắm nè. Thầy ông, thầy ông. Tới mình đâu cái... Đâu có, nó dính thì nó giải tuột. Không có con gái đời không nể. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố đi. Ôm hôn cô cái nào. Ôm vậy hả, thôi ra đi. Cố lên, cố lên, cố lên. Không cậu vũ. Ê, sợ nha. Sợi dây nó sẽ bị trùng xuống anh. Quá trời ơi. Ê, bạn này. Bác ba ơi. Bác ba ơi. Bác ba ơi. Bác ba ơi. Bác ba. Con ẩm cũng dụ nó đâu. Cái gì cầm chị đi đâu nữa nè. Em xuống nha. Đưa em đưa nha. Nhưng mà nó đâm ở đây trắng vô bớt thịt. Chị chỉ cầm em đưa nha. Con gái em. Sao mà mình bay vô cái mũi này? Thôi bây giờ tao bay vô đây tính mình đi biển. Tục. Chết rồi. Ngồi anh, buồn vô ngồi á. Cái chuyện nó xích tao vừa ở trên á. Chết luôn, thấm nè, đúng luôn, cái đầy hoa trắng luôn. Cô đô lát cô té cái mặt là. Thôi, chơi đi, chơi vậy, ai chơi lại. Làm một chảy bay qua đó. Chơi lại. Cô té con cười á. Ôi thầy, sao vậy? Anh nhìn trước con kìa. Con mà té cái con cười. Con cười. Con cười. Ghé lấy ghế lại, mấy bạn có leo được. Chứ cho con vừa cười quá vậy. Dễ gì té. Nè. Hả? Mới mà. Để đưa vô kình cho hai đứa chơi. Đẩy rồi, đẩy ông đi. Nó không có đưa ra để mạnh lên chơi gì nè, mái mái với kêu kêu lên như nè, ba con nhảy ơi, ba con nhảy trốn con giò đó lên chơi, hai đứa chơi trời chết mấy cái dùa của tao rồi, leo lên nè, em chơi thử ơi, con chơi nữa, con muốn đi chơi cái này á, cái này là nam nữ chơi, bé lên nha, bên bên bên. Ê, rơi rơi quần đâu rồi. Thẻ đó, thẻ đó, thẻ đó. Thẻ đó, thẻ hôm qua rồi, hôm qua rồi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Chặt vô nha. Rồi giữ đi, xuống đi. Xuống rồi, xuống rồi. Quay lên nè. Quay lẹ quay đâu. Chơi đi, mai nè xuống. Rồi. Thả này ha. Không xả. Ok, không sao xuống rồi, thử cho biết thôi ha. Cô nắng quăng sao cô nắng đá sợ mình nhà không? Dí gì đâu? Dí cái đá vô không? Lại nè, lại nè, lại nè. Một, bia, bia. Không biết đâu. Mấy cái ghế. Mấy cái ghế mới được. Lùn quá. Quay, 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 quay. Lên đi, lên đi. Quay. Rồi, dí vô. Rồi ngồi xuống đi. Không, chưa được. Chưa đưa đó. Nó thiệt an toàn. Có chồng rồi hả? Rồi vậy thôi. Mẹ con có chồng rồi thôi. Đúng, mẹ con không chồng chịu chơi với chồng rồi. Ủa, chưa chơi với chồng rồi. Anh em lấy bà ba hay luôn. Cứu tao. Đẩy cho nó vô bóng bừa luôn á. Cái gì đâu. Tao đập mặt vào đây rồi mày ăn nồi đó nha. Tao này cũng được nữa nè. Tàu này hấp dẫn hơn. Tàu này hấp dẫn hơn nè. Thôi để đây em. Căn cái tàu mà. Thôi tàu này ghê hơn nè. Dính hồ bé. Không? Không bây giờ nó không thấy nhưng mà về nó kéo to. Kéo rồi.
cây ghế không? Rất rất nè, rất rất nè. Mẹ ơi, mày coi mắt tao coi mày. Mắt tao có cái gì vậy mày? Cái này cao quá vậy? Mày lấy giúp tao đi. Mày lấy cái nọ tóc mày cởi ra. Mày lấy ngón tay mày lấy. Cái này sợ này nha. Mình lên. Đi vô thay bà ba. Ghế vô ngồi. Mày quấn, mày xoắn vô, tao cay mắt con này mày ơi. Sao đâu? Rồi đúng không? Ôi, đứa mày. Đứa hả? Đứa hả? Đứa đùng đùng. Mẹ hai đứa lên thả con đứa đẩy. Nhưng mà đập đầu. Cái này cái kia đưa được không? Cái này thôi mẹ ơi. Hả? Thì hai cái. Ông làm có xóm không? Thì hai cái, hai đứa lên. Hai đứa đây chú. Rồi. Nó cứng ngắt à, không tụt. Dễ tụt. Vô rồi, xong rồi cái em. Con gái sao lúc nào con cũng ăn với con gái. Con gái của ba ăn mà ăn không à. Quay nè, ăn không cho ba ăn gì hết. Chiều theo ba về nha. Sang ơi. Lại không nữa. Mới nói làm sao. Dạ không. Ô con gái con biết nói chuyện nói nhẹ. Quay kìa. Quay gắn vô xe đi, Bác hai, con thương Mai thiệt mà bác hai. Đem đĩa hả mày? Thương là con hai rồi. Thương gì đâu, tao không có gả. Thấy hoài, đi về. Mày á, tao ở gần viện mấy bữa nay mà tao hử, tao mệt luôn á. Mày về máu con không hử đâu. Mày không hử được hả? Không, đi gác nhịn, thương Mai nhịn luôn. Thôi lại gần xíu, khoan, lại gần xíu, diễn xíu hả chạy, nè. Quay hậu trường, quay hậu trường. Trời ơi, cái người ta đi diễn nè, mà em ăn được ai được ăn, rớt nó kiểu, rớt nó gấp rớt nó kiểu, cầm tay á. Thằng ơi, đừng bắt cái nào luôn nè, cầm tay, cầm tay chạy. Rồi bị biết nè, hôm qua mua nhiều. Ăn qua nó mới bịch nữa mà, mấy bịch bỏ đâu? Bịch lạnh đó. Bỏ lấy ha. Cái đó nhiều á. Sợ tưởng là đang quay để quay. Chịu anh bịch thôi, chịu anh bịch, lát anh làm cái này thôi. Đi đi. Cái đó thì bỏ nước dừa vô, xong tôi bỏ đó. Miếng dừa ngon lắm. Đâu ăn miếng thôi. Sao cái em kêu anh chặt cái nào nó cũng núi hết trơn vậy? Từ từ. Rồi quay. Thì nè. Đây mình đang thử nha. Đây con thử nha. Có mấy thằng có mập không? Chị, ủa chị dưới quê mà trước giờ chưa ăn luôn hả? Chưa, có cái mập ở giữa đã. Bữa nay là tìm ăn được món này ngon dễ sợ luôn. Mà dưới quá là cái tao đường sao ăn trẻ cho ăn nữa. Sợ con chị bà cũng vậy vậy á, chị nói không. Mang thêm nữa hả em? Em ăn cho mọi người đó chứ. Dạ. Nãy giờ em ăn cho mọi người, em ăn đã rồi. Lệ ơi. Ủa đứa chị nó đi quay quay chưa ta? Chị ơi thử chưa? Đó, ăn quả cái gì? Vừa nước không chị? Vừa nước. Cái này cái trong nước chừa ra hả? Đúng rồi. Đó đúng. Đá vô. Cho em xin nghĩ nữa. Đổi đá vô cái chưa ăn. Đổi tấm thớt lại đi. Dăng anh ơi. Đổi đầu á. Đó. Thôi. Đây cho nữa. Cái này nhặt ra không ta? Thôi hai chị à. Đã luôn mới lần đầu phát hiện luôn. Anh sáng dăng cái này giặt ra không? Đây là hai chị chủ nhà. Dạ dạ. Ừ. Rất là dễ. Anh đàn cho con nha. Đây là cái này. Em lấy cái đầu này nè, cái mũ không à. Để ăn cho nó ăn à, đi thôi chứ. Cái chén muối ớt với lại muối ớt hồi nãy á. Cái này nè. Ngon không? Ngon ha. Ngon thì mê lệ trời. Ngon không rồi đúng luôn. Nè chén á, chén. Dạ thôi em ăn. Nè đi. Chị sẵn tay chị lấy luôn cái mũ không à. Với con dao. Trời nóng quá. Chứ mọi người đụng vô nắp cái này nó có hư. Cái này bị hư rồi. Cái này không ngon lắm. Nó không ngon rồi. Đây. Nè, nghe bạn Bạch Kiều cũng đi vậy. Đây, đây, để em đưa cho Bạch Kiều. Bạn Kiều đó rồi. Đây, bạn Kiều này, ăn mấy đứa. Kiều đó mà. Kiều
Cười đi sang. Cười đi. Hả? Quên ở đây cho bé Nhi chưa ăn đúng không con? Dạ. Cái này có mật ngon lắm. Tắt rồi ha. Tắt dạ, không phải tắt. Dạ. Ổng vô duyên nhưng mà được cái nấu gì cũng ngon hết trơn á. Thêm món nữa hả má? Dạ. Nói sớm này nó chỉ có ổng là đần nữa hay nhất, mốt mà ổng chết không biết ai là đần khác nghe. Đó. Giới thiệu với anh có mày. Em Thi. Với lại Bình. Thơ xì phố mới về. Còn thằng này thì quá quen đó hả? Dạ, quen sang lắm nào cũng có nó. Dạ.